xin cái top 1 đi. Mấy thằng nhóc. Ai. Dễ bệnh mà các bạn. Yep, I feel a bit safer too. Cầm tiếp tầm à. Hai cái giáp à, ghét đóng giáp gai tam ken đến thần tài win trick luôn. Xin game. Purge the unjust. Win chick luôn. 6 thần tài. Have some fun. The adventure continues. Game hơi dễ các bạn ơi. Sim game mà đừng có chống. Người ta đã sim game mà cứ thích chống chế thôi. Kiểu là sim game là cứ thích chống chế thế nhở. V này. Bán lô mua ra vàng. Đấy, từ.
Trời ơi, con này cũng xịn, con này cũng xịn thế nhờ. Toàn con xịn thôi. Thôi, mình không được con nào hết. Làm cái giáp lửa dễ win trick. Đấy, làm cái giáp lửa vào dễ win trick. Đó, đóng cái giáp lửa vào. Cứ đóng cái giáp lửa vào. Lấy win trick chứ. I will fight as long as I stand. Ngon lành liền. Darius này. Thêm Darius nữa này. My shield is my sword. Thôi cho con này cái giáp luôn để mất công tí không có đồ ghép nhỉ. Sẽ đấm nguyên sàn luôn. Nguyên sàn luôn. Giàu phải lên luôn. Tha hồ tiền không? Quá trời tiền. Súng của anh toàn là tiền ấy. Mấy cái con mình bắt toàn mấy con nhiều tiền. Đấy. Trời ơi, con Annie thì không sợ nó không ra chứ không. Chỉ sợ nó không ra con Seiyu chứ con Annie có gì đâu mà sợ. Sợ nó không ra con Seiyu Annie chứ con Annie có gì đâu mà xoắn. Xoắn gì cái con Annie. Bỏ chiến tướng vô cái đã. Chiến tướng cho nó hit đi đã. Hết số chiến tướng rồi nè, sắp 6 chiến tướng rồi. Ô, quyền năng này. Đọc mắt, tay công lý. Cứ suy nghĩ vậy đi. Này, giờ ra luôn Seiyu Annie rồi nhá. Seiyu Annie luôn này. Hừ. Ui, kata gì đó. Đánh nhầm tí làm gì cá. Tăng tỷ lệ ra Seiyu đi. Chết mẹ nó thì nào thua không ta? Thua rồi. Nhưng mà là thua thế đéo nào được. Sword. A feast away.
Fight. Chứ cuối lấy thịt đè người chết mẹ nó xấu cùng giáo rồi. Đấy, từ chiêu lấy thịt đè người nhưng mà gặp xấu cùng giáo. Xấu cùng giáo thì toang rồi, ăn cứt rồi. Mẹ, gặp ngay thằng xấu cùng giáo. Cái thằng tên chơi bằng nhân phẩm. Lỗ rồi các bạn ạ, lỗ rồi. Lỗ quá à. Sống vội để kiếm CU chứ bạn. Sống vội mà roll kiếm CU Ani luôn nè. Kata 2 nè. Sống vội mà roll kiếm CU chứ còn gì nữa. Chiname luôn kìa. Chidam luôn này. Chiname luôn này. Chiname với Pai này. Pai này, Chin này. Sao lại không vội được. Vội vội vãi nào luôn đấy chứ. Đấy mà không vội. Vội vãi lèn vội luôn. Đấy. Vội vậy mới có tướng chứ. Đớm đó. Xem anh lâu rồi mà lần đầu donate cho anh Châu. He he. Cảm ơn Huy Hoàng nha. Muốn đánh 6 thần tài là phải lên. Muốn đánh thần tài, 6 thần tài bạn phải lên chết liên tục vào. Để bạn kiếm cái con thần tài chứ. Bạn kiếm cái con CUNI chứ. Ít nhất là phải level 7 bạn mới roll dễ ra. Và level 7 thì bạn mới coi. Ủa nhà chồng ngọt ghê. Ủa mình chồng hành ngoài ban công các bạn. Đúng một trái, một cây đúng một trái. Ngon phết. Cố gắng không? Cố gắng nữa. Phép đi. Nào 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 nào. Cả ta nữa này. Who needs a beat down? Oh my god. Never cross an emperor. Oh my. Thôi. Thôi được rồi. Chín này. Thôi được rồi anh em ạ. Thôi chúng ta dừng lại ở đây thôi. Thần tài cái gì nữa. Dừng lại ở đây thôi. Lên chép ăn 6 chín tướng đi. Hai con Kalista này cũng ngon lắm này. Find me greater foes. Kiếm tên ăn chiến tướng đi. Dùng gì nữa bạn? Ra tướng như thế này, 6 thần tài chi nữa. Tướng nó đẹp thế này mà 6 thần tài gì nữa mà 6 thần tài. Tầm này đổi đi kiếm tên ăn chứ. Giờ để 6 chiến tướng hay để 3 đồ tể ngon hơn ta. 6 chiến tướng cũng ngon và 3 đồ tể cũng ngon. Darius 2 mà bỏ thì phí nhờ. Bỏ này thì mất sát thủ. Ba đồ tể tầm này chưa ngon. Tầm này ba đồ tể chưa ngon. Để cho chiến tướng ngon hơn. Mạnh đấy. Yasuo mạnh đấy. Yasuo mạnh đấy. Yasuo cũng mạnh đấy. By law or by sword. Bắt đồ tể thì lên chết nhé con Pai này vào. Là có đồ tể, có gì đâu. Nếu kiếm được tên ăn chiến tướng ấy.
thì bạn sẽ bỏ được con Vi ra. Gì đâu, thấy không, tới giờ này mà còn chưa ra được, chưa ra thần tài mà có gì đâu mà tiếc. Bán đi tí kiếm tên ăn chi năm mê chứ, hay tên ăn kata chứ. Kiếm súng rồi nè. Kata kiếm súng khăn này. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Javan sắp 3 luôn này, thấy chưa? Người ta kiếm là đúng, người ta kiếm là đúng, từ từ nhá. Cho con Javan vào. Để lấy một đống hộ pháp luôn. Khăn. Kiếm súng. Quyền năng luôn. Quyền năng hay bàn tay công lý ta? Thôi cái giáp, mình cần một cái cung thôi. Quyền năng lưu ẩn, vẽ rồi chưa? Được chưa? Quyền năng thì chắc phải bán Darius đi cho Pai vào thôi. Bán Darius cho Pai vào để lấy sát thủ nhưng Kata nó xoáy các bạn. Đấy, xoáy, bung đít hết lên. Ui, rồng. Rồng xong đấu, nhìn bựa vậy. Drone kiếm Javan 3 cái nhở. Drone kiếm quả Javan 3 cái nhở. Drone kiếm Javan 3 không? Let's dance. Javan qua đây. Javan qua đây. Ván này mình không đánh được 9 tướng đúng không? Thắng rau này thì mình bán hai con Vi đi nhá, tích tiền cái, tích tiền rồi roll ra ván 3. Hay lên 8 đi, lên 8 đi các bạn. Lên 8 kiếm ra ván 3. Lên 8 cho thêm con gì? Lên 8 cho thêm con Ây chốc vào. Gom lại. Bùng đít mày luôn, xoáy chết mọ mày luôn. Đánh thường là đủ chết rồi. Samira cũng được. Lên chết xài Samira thì bỏ Garen. Thôi ván này chắc up 9 luôn ấy. Để tiền up 9 luôn ấy. Đôi khi là để tiền up 9. Bài đang ok la. Đến chép đồn kiếm một Aegis chứ đã. Kiếm Aegis gom gom lại Kata gắm. Góc đẹp quá nhở. Góc này Kata phát hồi xoáy. Nguyên sàn. Nguyên sàn luôn. Nguyên sàn luôn. Nói rồi, đầu game nói mà xin cái top 1. Game hơi dễ. Thằng 6 cùng giáo này, đợi đấy. Có 6 cùng giáo này. Chuẩn bị, đem đầu nó. Giờ lượm cái gì ta? Nước mắt này thì cũng không hay nhỉ. Lượm thêm cái đai máu đi anh em. Chắc là chuẩn bị ra thìa đấy. Sắp ra thìa đấy. Sắp ra thìa đấy anh em. Thìa này. U BF nè. Sẽ ke diệt. Dê ke ngon ta. Làm tí dê ke có ngon không nhỉ?
Shinamezeke. Hè đợi tiếp. Chết mẹ thua rồi, cứ mỗi lần up chết là thua ta. Cứ mỗi lần up chết là thua các bạn ạ. Mình không có duyên up chết rồi. Up chết để kiếm Samira sớm sớm ấy mà. Cảm giác mà không roll được con Javan 3 hay tí bán Javan tinh năng đi, bán Javan thường đi nhá. Topple their forces. À, game hơi dễ các bạn, chơi game hơi dễ. That fear I smell. Chơi game hơi dễ luôn ấy. À, đúng kiểu chơi game gọi là này. Nhận biết bài tốt vậy đấy. Nhận biết bài tốt vậy ai chơi lại còn xúc sắc nữa này. Bài tốt thế. Thằng này sẽ sắp đau tôi này. Từ xúc sắc từ bạn, xúc sắc là ném xúc sắc vào chin hay là vào con gì đó. Thôi lên chết rồi xúc sắc. Cái xúc sắc này mình nghĩ là nên lên chết rồi xúc sắc để kiếm Samira các bạn ạ. Lên chết 9 ấy, tỷ lệ nó ra cái con ném vào con Nidalee này thì tỷ lệ nó ra cái con Samira rất là cao. Tại vì level 9, chít tắt này cũng khó ra, Teemo cũng khó ra rồi. Cùng lắm ra Sivir thôi. Ra Samira nó dễ, không ra Samira ra chin với lại con này này cũng được. Lên chết 9 ném xúc sắc vào con Nidalee. Đằng nào bài mình cũng phải lên 9 à. Này giờ đã thiêu này, đã thiêu giờ này. Thì à, ôi trời ơi, không thiêu đâu, không có thiêu này. Một cái cốc này, một cái dê ke, một cái thông đạo. Một cái cốc, một cái giáp máu, một cái diệt. Cốc giáp máu diệt được không ta? Hay cốc dê ke thông đạo nhỉ? Cốc giáp máu diệt. Ô láp này. Cốc giáp máu diệt. Cốc giáp máu diệt, Zeke, cốc, thông đạo. Thông đạo cho Javan cũng được. Javan 3 mà. Zeke cho con này. Từ từ. Cứ cho này Zeke cái này. Bỏ Nidalee ra xài con gì? Tôi đang tính tích lợi tức lên chín, lên chết chín là tôi kiếm Samira mà, rồi tôi bỏ con Garen ra, xài con Aatrox nữa đi. Cốc cho Azir. Này, cốc cho Azir là ping này, để mình tí tính nha. Cốc Azir này, từ từ. Cốc Azir này. Azir đứng đây, Kata bên đây này. Xin qua đây đứng. Một phần Kata này ở dưới. Xài hai Kata luôn. Để Javan gây đam các bạn ạ. Kéo lại đây luôn. Rồi. Cứ cho con Nidalee nó hit đi. Từ từ, mình đến 9 mà. Để tí có Samira, cho Samira đứng kế bên đây nè. Người ta lận đấy, phải một đâu. À, thằng này nó cầm diệt nha các bạn. Ui rồi ôi, nó thắng mình là đúng rồi bạn. Nó thắng mình là đúng rồi, thằng này nó thắng mình là đúng rồi. Không thể thua mình được. Đồ đạc counter các kiểu luôn mà. Đây, giết này. Đấy, giờ cho giết vào. Bạn tích lợi tức lên 9, bạn kiếm thêm con ấy, con Seth hay con gì đấy, hoặc là Yone ấy.
Seth hoặc là Yone ấy. Vai qua đây này. Rồi, đẹp rồi đấy. Hai kata ở giữa. Kiếm Seth hoặc là Yone ấy. Cho vào nó mới đẹp. Ui ôi mẹ Talon. Thằng nổ hũ thần tài Talon. Zana ba diệt ke. Morgana tiên phong nữa. Bựa vậy. Vai bựa vậy. Vai bựa thế. Cút rồi. Cút rồi. Đi nha. Ra đi mạnh khỏe nha. Ra đi vui vẻ. Úi xôi ôi. Thậm chí là bây giờ nó lấy con đấy mà lấy con gia văn tiên phong cũng được này. Rồi. Xúc xác làm cái dè anh em ơi. Solari luôn này. Đá Solari ra không? Ôi đá là cái gì chả được. Mình có hút đồ mà anh em. Mình có hút đồ mà. Rồi Zavan 3 cầm Solari nhở. Zavan 3 cầm Solari cái nhở. Zavan 3 cầm Solari à. Có nên không ta? Who needs a beat down? Hay cho Azir thôi nhở. Zavan 3 cầm Solari. Ôi, Kata góc đẹp quá. Ui ôi, Azir kiểu counter thế. Cũng mạnh đấy, Lee Sin cũng mạnh đấy. Lee Sin cũng mạnh đấy. Next time, run. Strength above all. Chọi cú này là chết đấy, 69 tướng chết đấy bạn ạ. Ý giời ơi. Không chọi được kìa, canh thích hả. Ui hai cốc này. Tôi ghét tôi cho 952 cốc nha. Tôi hút ra 952 cốc cũng được ấy. Thật đấy. Để mình đỡ phải xếp cái kiểu. Cho con Asia này mẹ nó cứ phải xếp. Để 950 đi với con Kata dễ hơn. Rồi tí kiếm Samira đứng kế bên hít 2 cốc cũng được. Hít đồ đây cho 952 cốc luôn các bạn. Chỉ nên mày cầm gốc nó có kháng phép cũng được. Find me greater foes. Đó cho con Zavan nó hit, cho con Zavan với con này nó hit ngon. Ước được ngài nhắc tên một lần nào. Ừ, lên chết xài Kalista qua đây cũng được. Đổi rồng của bên kia chưa? Ôi, kêu à. Má Zavan ulti phát chết luôn. Zavan ulti thôi là đủ chết kêu rồi các bạn. Chưa cần những thứ khác đâu. Your ends the same. Hồi Zavan ulti là 1300 đam ít đâu. Ừ,
À, quả Yone ghê thế. Đi. Ui, chưa đi nữa. Quả Yone ghê thế. Chết chúng nó mẹ, đấm nhau gần chết đi. Rồi tới mình đây, Samira đây, on luôn. Cho on đúc đồ đi, hơi thiếu đồ rồi đấy. Samira này. Samira on. Bỏ Garen cũng được. Thích thì bỏ Garen cũng được. Để cũng được mà bỏ cũng được. Để on đúc đồ đã. Roll đi. Roll đi để xài xúc sắc. Xúc sắc con nào vậy ta? Xúc sắc con này đi. Ôi 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 mẹ, xúc sắc con ra kìa. Chán thế nhờ, 7 CV ạ. À được đấy nhờ. Xài CV được á. Bỏ Nan đi. Xài CV với Aegis kìa. Xài CV với Aegis được đấy nhỉ. Đúc đồ đéo nữa. Game này làm gì có kịp đúc đồ. Vậy là đẹp rồi. Xài CV này. Có ba cùng giáo luôn. CV Aegis có ba cùng giáo luôn. Ngon hơn xài đéo con Nayali này. Đúng không? Xài đéo con Nayali này nữa. Sao ơi, chớp nó kéo ra các bạn. Đó, ơi chớp nó không kéo ra được. Rồi, dậy. Cho thằng này nó sống đi. Đấy, đâu, cho thằng này nó sống đi. Rồi thằng này tôi xử sao. Thằng này nó sống đi, rồi tôi xử thằng này nó sao. Tôi xử thằng này sao. Đại bác, mũ, lốc. Cái đại bác sẽ không ngon bằng cái lốc đâu. Lấy cái lốc. Lấy cái lốc, lốc rồng lên là easy. Thấy chưa? Tôi đã xin top 1 mà. Nó là xin top 1 rồi, cứ không chịu thôi. This'll be a slaughter. Push my limits, I dare you. Gom lại rồi. Nói xin top 1 mà anh em cứ kêu là tôi chém gió thôi. Đó là xin top 1 rồi mà. Kêu là xin top 1 anh em cứ kêu là chém gió. Trời, anh em cứ kêu là tôi chém gió. Mà thằng nhóc này. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Rẻ rẻ châu châu châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.